Người Sài Gòn trật tự xếp hàng dài cả trăm mét, chờ đi siêu thị để mua đồ ăn, đồ dùng cần thiết. Ghi nhận vào trưa ngày 11 tháng 7 tại siêu thị nằm trên đường Trường Sa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, để tránh tình trạng tập trung đông ùn ứ, siêu thị này đã hạn chế số lượng người ra vào cho mỗi lượt. Ở phía sau cô chú làm ơn dòm lên, đừng dòm ghế, đi di chuyển thôi, đừng dòm ghế, ghế con đã để đúng khoảng cách rồi. Người đi siêu thị phải mang theo phiếu đã được phát từ trước, trên phiếu có thông tin thời gian đi siêu thị theo ngày chẵn ngày lẻ. Siêu thị cũng yêu cầu khách khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào bên trong và thực hiện đúng 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trật tự không có ồn ào, nhưng mà có một cái thôi, đi mua có nhiêu đây hàng mà con nhắm đi mấy tiếng hồ. Tại vì giãn cách xã hội thì mình ngồi không ở nhà thôi, mình chịu khó mình xếp hàng. Cách 2 mét mấy, không có đứng gần. Đợi chút nhưng mà cũng an toàn. Lo thì cũng lo nhưng mà mình cũng có ý thức, cũng giữ khoảng cách rồi, rửa tay rồi tùm lum hết nên mình cũng an tâm được phần nào. Bên trong khu vực mua sắm của siêu thị không có cảnh tấp nập chen chúc, các mặt hàng như rau củ quả, đồ khô liên tục được châm đầy để người dân có thể yên tâm mua sắm. Món hàng nào mình cần thì mình mua con. Tại nó giãn cách 2 tuần nữa thì cần thì mua, nhà có con nhỏ chứ. Cô cũng không chữ, cứ 2 ngày là cô đi 1 lần. Có khi 4 ngày, khi 2 ngày, chủ yếu là nấu cho mấy đứa nít ăn thôi. Siêu thị cũng khuyến cáo người dân mua lương thực vừa đủ, không nên tích trữ. Theo các nhân viên, người dân chủ yếu mua thịt tươi, rau củ, gia vị, đồ ăn nhanh, nên các quầy này liên tục cháy hàng và phải luôn tay bổ sung sản phẩm cho kịp khách lựa chọn.